Này này này, các cậu biết tin gì chưa? Ô Vicky và siêu đáng sợ đang hẹn hò đấy Nó dám có bạn trai em mình còn chưa có Chưa có cái gì hết Cậu chắc sẽ mãi không có đâu Gì? Cậu muốn ăn đánh à? à, à, à. à hóa ra là thay ảnh đại diện là vì thế <laughs> Ngày đầu bạn mới, mới đến lớp mình ý Ô Vicky đã sấn tới rồi Vì siêu đáng sợ là con nhà giàu mà Ô Vicky mà là người như thế á À không, tôi đoán thế, tôi đoán thế mà Bứ. Mà tôi tận mắt chứng kiến rồi Hai người ấy cùng nhau đi học về cơ Mắt tôi nhìn thấy luôn Ô Vicky chính là người nói thích trước mà Thế á, trời ơi Như hai người còn nắm tay nhau nữa cơ <laughs> Nắm tay nhau nữa ư ừ, hay là không nhỉ Nhưng mà theo trí nhớ của tôi là có nắm tay nhau đấy <cười> <cười> ờ, Vicky ơi, sao cậu lại thế? Cậu và Siêu đáng sợ thích nhau à hả? À, chuyện đấy, đâu lại thành như thế rồi. Ờ, có vấn đề gì à? Chúng ta hẹn hò được một ngày rồi đấy. Ờ, không, không, không sao cơ mà. Ờ... Vi à, Vicky ơi Thấy chưa thấy chưa thấy chưa tôi nói đúng mà Hai đứa đấy thích nhau mà nị Này Pesoda cậu không biết chuyện đấy à Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện này Chưa kể cho cậu á à, Gì vậy cậu là bạn thân mà chưa kể với cho cậu à hả ừ, Hôm nay tôi mới biết Hơi lạ nhỉ Thấy nghi quá Mà cũng tò mò bư? Tò mò quá này Uvaki Ờ, nào lớp trưởng Cậu cũng ở đây chơi à Ừ, trời đây hay mà Ờ Ôi Ờ, cảnh ở đây đẹp nhở Hoa nở cũng xinh nữa Ồ, oh, hoa đẹp quá <laughs> Từ nhỏ cậu đã thích hoa rồi còn gì Nhưng mà Mà cậu và 20 điểm thích nhau thật à Ờ, oh, cái, cái đó Ôm, ừ, ờ, bọn tôi đang quen nhau Ừ, tại cái hợp đồng quái khỉ ấy mà Có chuyện gì vậy? Tại sao lại hết con người đó? À, mất vì cậu ấy tỏ tình là thích tớ nên là tớ cũng bảo ok Thì nó như thế Cứ ai tỏ tình là đồng ý luôn à? À không, không phải như thế nhưng mà Dù sao thì cũng rất ư là gặp nhau cũng chưa được một tuần đã quen nhau kiểu thế Ờ, cái đó Ồ, có điện thoại Ồ, siêu đáng sợ gọi đến Ờ... Ừ. Ừ. có cả trái tim à ờ, bây giờ á ở đâu cơ tôi đang ở trước công viên ờ, chắc là tôi phải đến đấy rồi phải gặp bạn trai đúng không oh, đi đi Ngày mai bọn mình gặp nhau nhé Ồ, ờ, cái gì mà người ta tỏ tình cái đồng ý luôn à Biết thế mình cũng tỏ tình trước đó à. tôi đến tôi khỏi đến không muộn đúng không trẻ 5 giây rồi ơi cậu mà giữ nguyên tắc như thế mà lúc đi thi lại được có 20 điểm thôi á buồn <cười>, cười đừng có lấy cái đó ra mà à, chiều tớ à, à, kêu kêu tôi biết rồi tôi biết rồi nào cùng nhau đi chơi nào ô đi 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 đâu con Được có 42 điểm Đừng có hình điểm số hết ra đi mà trời ơi Nhưng mà nó cũng cao hơn 20 điểm đấy đã bảo đừng có lấy cái đó ra chơi tới mà 20 điểm, 20 điểm, 20 điểm Wow, lâu lắm rồi không được đi chơi Hôm nay phải giải tỏa hết căng thẳng mới được à... Ủa, giải tỏa được hết rồi à Đó thì còn lâu mới giải tỏa được Ê, gì mà cậu nhiều căng thẳng vậy Thế đấy Thôi, mình đi chơi cái khác đi Ồ, ờ, bón khác á, có có gì chơi Ờ, vẫn có nhiều cái chơi lắm à đi thôi Ủa, cậu sẽ đội cái đó thật á Sao? <laughs> nhìn cũng đẹp mà <laughs> Nhưng mà cái này nhìn nó hơi bị lối Cậu xoay gương thì viên Ê, hay nào bọn mình chọn cái này đi Cái này xinh Cũng được mà Ê, này, này, nhìn tôi ổn chứ Ủa, xinh mà Ô gì đấy nhìn tớ với cầu gì ấy Nhìn cậu xinh hơn ngoài đời rồi Ê gì cậu so tớ với cái cây á chị Ý tớ nói tớ Ô lại sao mình với cái cây nữa cơ chứ Photoshop đi. đến lúc này mà không không ổn nha Ý cậu đứng yên đó cho tớ Wow, ở đây thích thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Nhìn xinh quá nhỏ. Gọi tới là anh đi. Anh á, đừng nghe, đừng có mà như thế. Nghe dùng hết cả ra cả. Từ bây giờ, phải gọi là anh cơ. Thật tốt, cực không thích đâu đấy. Trong hợp đồng có mà. Thật đó. đưa tí thôi. Wow, cậu thật là, nhìn mà cậu đáng ghét lắm luôn đi. Ô nhưng mà cơ mà bọn mình mua đồ ăn ở đây thì đắt lắm ấy. đừng có lo cái đó, cậu hãy tận hưởng đi. Cậu có nhiều tiền lắm á <laughs> Gần ấy là chẳng là gì với tớ cả Cô mà đó không phải tiền của cậu mà tiền của bố cậu mà Tớ không gặp hẹ của bố mà Tiền của tớ mà Tiền ở đâu? Cậu làm gì có tiền? Trời ơi! Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Tớ có cách kiếm tiền nhá Ủa có hai người thôi mà sao cậu gọi nhiều thế? Tớ ăn cái này Cái này nữa Ồ... Ờ... Thôi ăn đi nào Ê khoan 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 đã Cậu chụp tờ mấy kiểu Ủa sao mà cậu chụp xấu thế Trời ơi cái gì đây Trời ơi chẳng biết chụp gì cả Thôi nào nhìn vào đây đi Một hai ba Một hai ba Wow nhìn ngon quá Cảm ơn cậu nhé nhìn thấy đồ ăn là vui thế nha. ô vui lắm vui lắm ấy. Ồ này tôi thấy cậu vẽ cũng giỏi đấy. vẽ. sao cậu biết tôi thích vẽ? Ồ trong tiết học à, tôi thấy cậu toàn vẽ vời thôi Ngồi bên cạnh là tôi thấy hết à Cho nên là cậu thi mới được 20 điểm đấy <laughs> Đã bảo là đừng gọi tớ là 20 điểm Ồ, Cứ gọi cậu là 20 điểm anh nghe cũng đáng yêu nữa Mà cậu à, là số ít người đặc biệt đấy nha Kiểu như dân tộc thiểu số đấy Thôi đừng đùa với tớ nữa Mà tranh tớ vẽ thì sao Ờ cậu vẽ đấy nếu mà cậu vứt đi Thì cho tớ một bước đi để tớ trao trong phòng tớ Tranh của tớ hơi bị đắt đấy Thế tớ mới xin bước nào cậu vứt đi Đằng nào cậu cũng vứt đi mà Trong phòng tớ có khung ảnh mà chưa có tranh nhét vào để tôi nghĩ xem Hi, Cứ tỏ ra là đắt đỏ thôi Hi. Này Ồ cái gì đấy Ồ, oh, OVK kìa 20 điểm á Nếu cậu tháo cái phòng cổ này ra là bị phạm nội quy trong hợp đồng này. Này cậu không thể nói đến cái hợp đồng đó được à? Ồ nhưng mà nhìn cũng đẹp đấy. Cảm ơn nhá. <laughs>